Ứng viên đại biểu Quốc hội Lê Trọng Hùng hung gà bị bắt. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam và khám xét đối với đối tượng Lê Trọng Hùng về hành vi làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 Bộ luật hình sự năm 2015. Đối tượng Lê Trọng Hùng trú tại số nhà 9A, ngách 59, ngõ 325, đường Kim Ngư, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Sử dụng tài khoản Facebook mang tên Hùng Gàng Lê để phát livestream với các video mang tên CHTV, chứng hưng nước Việt. Được biết, trước đó đối tượng Lê Trọng Hùng đã nhiều lần bị cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội triệu tập để làm rõ và nhắc nhở các hành vi liên quan đến hoạt động tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam. Cụ thể, vào năm 2017, khi các đối tượng thành lập kênh CHTV bị khởi tố và bắt giam như Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển, thì cơ quan an ninh điều tra đã triệu tập đối tượng Lê Trọng Hùng và Lê Văn Dũng, tức Dũng Vô Va, để làm rõ về hành vi có liên quan. Trong thời gian Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển bị khởi tố, bắt giam và chấp hành án cho đến nay, Lê Trọng Hùng và Lê Văn Dũng trực tiếp điều hành, phát tán các thông tin sai trái, xuyên tạc trên kênh CHTV này. Đối với đối tượng Lê Văn Dũng, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã gặp và làm việc trực tiếp vào ngày 18 tháng 3 năm 2021. Tuy nhiên, đối tượng này không thừa nhận một số video do mình phát tán trên mạng xã hội Facebook. Qua khám xét, cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng có liên quan để phục hậu cho việc điều tra về hành vi của Lê Trọng Hùng. Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đều được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Vụ việc vẫn đang được cơ quan an ninh điều tra tiếp tục làm sáng tỏ.